Ok, về tới nhà của Mina rồi. Bạn ơi, quận 6, xóm làng vẫn thế chỉ có đông hơn thôi, mà dân nhập cư nhiều hơn. À, quay về xóm làng cho các bạn xem nha. Đó. À, này vô trong video chắc nó rung dữ. Hi, hello cô. Ở về ngôi nhà mười mấy năm về trước. Mẹ về Nam sướng quá không thèm về rồi. Không thèm. Nhà vườn vẫn là nhà vườn. Về Nam sướng quá không thèm về lại luôn. Ở ngoài không thèm về luôn. Ê, Mimi. Đây quảng cáo. Đây là Mimi, em út của Mina và Mina. Sáng sáu. Mimi xin hãy giới thiệu bản thân mình. Giới thiệu về bản thân mình đi. Em năm nhất hết rồi. Em năm nhất rồi hả? Tình trạng hôn nhân gia đình. Sao lại ấy? Hoàng gia đẹp trai, ngày nào không có già ha. Trời ơi, ghé xuống đẹp lần sao ơi. Dễ thương lắm, đó là con trai của tôi đó à. Chị xấu cà phê em để mua. Còn con trai dành lộn á, chị xui vẫn thấy đó, con tôi dành giật nữa. Chơi với mẹ đi. Con trai của tôi gái quá, nhìn không ra luôn trời. Tại vì hôm hồi có 8 giờ có hẹn với bạn. Ôi hả? Giờ 6 giờ hả? Ok. Ok các bạn, mình đang ngồi ở một quán ốc bên lề đường. À, rất là vui. Đây, đây là rất là ngon. Rất là ngon và vui luôn hả? Đây là giới thiệu của bạn, đây là thím Sáu của mình. Chào. Thím Sáu có cần con quảng cáo tìm ông nào cho thím Sáu luôn không? Thôi được rồi, cao cho được. Sáu sợ quá trời. Thím Sáu bây giờ thấy vui thôi. Phải vui là ok, cũng có mấy ông cũng phải vui lắm. Được rồi. Đây là món gì đây? Món này món gì mà? Gì đó? Mai. Sò mai gì? Sò gì? Mai gì con? Cái gì? Sò nướng mai hả? Mai. Sò mai nướng phô mai. Sò mai nướng phô mai. Sò mai nướng phô mai. Là... ốc hương... Ốc cà ri. Không phải cà ri. Món này gì? Ốc hương trứng muối. Ốc hương trứng muối. Cho nên ăn lạng hơn. Này không biết món gì. Nói chung là ăn láng, ốc gì mà quốc láng được. Ờ, đúng rồi, nước chấm đầy đủ, đầy đủ nè. Ồ. Cho ở đây là nằm ở số 402/6/2 đường Hậu Giang, phường 12 quận 6. Đó. Mày bị làm gì? Về cũng thấy ông kính quay mắc cỡ thằng thùng vậy. Có một cô gái đẹp nhất trong trong sớm. Ui da. Khúc này là khúc nào vậy? Bây giờ về lạc đường ở trong. À. Thời gian cậu thậm chí không? Ồ, bây giờ chắc mày rành đường con. Hình như vậy cha không biết đường đi luôn. Chứ quê không có chạy được luôn. Đi học. Đi xem nhé, đi học ăn thử món này chơi nhiều lắm. Đây, bạn bột con ăn món này, bột về bánh mắm này làm thử. Thôi mà đem về bánh mới ngon bữa. Hai để quảng cáo chị Tư. Chị Tư xin giới thiệu với bạn, chị Tư 2K4. À. Hết 12 Việt Nam đang. Ủa vô năm nhất chưa? Năm nay năm nhất phải không? Là chuẩn bị là tháng riêng này sẽ qua Mỹ. Đó. Mấy anh nào từ 2K đến 2K3 hả? Chứ sao? Gen Z, 24 Gen Z. Vậy đang đặng nha. Gì vậy, gọi là sao? Ok. Vậy đang đặng. Anh hai mà đăng cái này lên là thế nào cũng có nhiều người inbox nha. Thôi. Rồi, ok các bạn.
mình với anh Dan đang trong cái bar này gọi là fucking hả? Fucking số 20. Có nghĩa là fucking. Fucking, fucking. No yeah. Fucking. Số 20 mặt thì bưởi. Giống như là Birkin nhưng mà thành. Nhưng mà sao ở ngoài nó để là mangrove? Mangrove. Ok. Ở ngoài các bạn có để là mangrove nha, nhưng mà bạn Google thấy giữ chữ fucking. Số 20 mặt thì bưởi, phường Bến Nghé quận nhất. Ở ngoài cái cửa đóng lại có thui rồi, các bạn mở ra các bạn đi lên một cái cầu thang rất là cao. Đây bây giờ mình quay với mấy ông này đang mix rượu nè. Này rất là dễ thương. Sorry các bạn, đây hơi chiếu sáng nha. Này nấu gì ạ? Whisky. Đừng nâng ly lên làm sắc ha. Như các bạn, mình uống whisky nhiều lắm nhưng mà cái này nó không giống như Jameson bạn. Sao vậy? Nó không có hát hội Jameson. Ok ok. Rồi các bạn nhìn vàng rủ trên tủ mà đã không? Ôi quá chịu nổi. Ừ. Ủa quá. Thật ra là có mấy cái đèn ở trên thôi là không thấy gì luôn. Giờ chắc có trên lầu nữa. Chắc có cái lầu nữa. Không đâu có lầu nữa, trong đó là restroom thôi, không có gì hết. Ráng quay ảnh pha rượu đi mà tối quá các bạn ơi. Đây là ly margarita của Mina. Rồi còn mình vô. Hãy quay cái mặt của mình đây. Tôi à? Hả? Ok các bạn, ở đây là ba cái cửa kế nhau là ba cái quán bar khác nhau. Nhớ cầm máy để quên anh đây. Một cái tên là ha, không biết tên gì đó, đây hỏi anh Huy coi. Thôi hết chỗ rồi, quán này là đâu đâu, đi qua cái bar. Huy, ba cái quán bar tên gì Huy? Ba quán này ở Perkin. Uh-huh. Đây là Perkin, Perkin với Stoker với lại Ratcharum là một chủ. Rồi bây giờ mình chuyển qua Ratcharum ngồi các bạn trò. Rồi ok, bây giờ qua Ratcharum. Mình uống một ly xong mình qua một cái bar khác. Quen quá. Chắc là trải nghiệm gì các bạn. Rồi để tắt đi. Các bạn thấy không, anh Dan đã học được một niềm vui mới là cứ bây giờ cứ cầm cái máy lên là cứ tự sướng, mở lên là cứ nói chuyện mấy tiếng đồng hồ luôn. Mắc cỡ lắm á, ai cũng nhìn mình đâu sao đâu. Anh mới bước vô quán mà mắc cỡ là nói hồi là này mấy anh kia ta nhìn nó lên này nó khùng cậy nó đi đó. Hết mắc cỡ bây giờ đi cái ra chụp hình gì đó biết. Để hồi mà mình đâu anh, các bạn thấy không, cái dốc rất cao, hồi nãy mới đi lên muốn tăng số máu. Đây đây đó các bạn thấy không, bên phía ngoài nó rất là yên ắng, chúng ta không biết là gì cả, cửa đóng lại luôn. Thì các bạn nào tới đây đừng có nhầm giống mình hồi nãy, mình thấy số 20 mà thì bưởi để là mangrove nhưng mà cái bar là fucking đó, mà cửa là đóng nên không biết đó. Thì bây giờ có sao nhiều người vậy, thì đi đâu bên chủ phòng Noel đó, phòng Noel anh đi trước em đi theo để từ phòng con đen lấy cái máy ảnh được, cầm ly đi luôn nè. Anh ở bên Mỹ là anh cầm ly vậy là bị bắt đi UI liền luôn á. Ai cầm alcohol ra đường. Anh đủ tuổi vô nhà anh coi ra đường. Ồ. Phải coi lại. Không được gọi là cái gì đó. Làm ảnh hưởng hình tượng của trẻ em thiếu nhi. Anh thằng Tài nó giới thiệu anh là anh của nó mà không giới thiệu anh tên gì luôn. Anh chuyển chiêu á. Anh chuyển chiêu. Ok, anh chuyển chiêu.
anh tên Thắng. Thắng. Này là em nhớ lên cái gì anh đâu. Anh tính. Tính hả? Anh tính. Ok. Ok. Giờ chúng ta sẽ vô cái bar này, nó gọi là Racha Room. Ok. Cũng là rất là khó hiểu. Khó. Bên này thì nó sập sình. Ủa, cái này hơi sai. DJ. Thôi má, ở đây ngại quá anh ơi. Ở đây em ngại không thật. Ok các bạn ơi, mình về tới khách sạn rồi. Hồi nãy mình đi thêm cái bar thứ ba nữa là cái lava bar. Thì nó là một cái dạng trẻ trung hơn, nó đánh nhạc mầm như là, nói chung không phải là nó là vũ trường, đúng nghĩa là vũ trường tầng 1, tầng 2. Nó quá tối đi, mình quay không được và bảo vệ rất là gắt gao, nó giống như mấy cái bar mình hay đi bên Mỹ vậy. Security tới lui mà bạn chỉ cần mở đèn flash lên chụp hình thôi, họ nhắc nhở liền. Cho nên chuyện quay phim mình cũng rất là cẩn thận, với lại trong đó tới giờ mà 1-2 giờ rồi thì nào là bóng cười rồi shisha rồi không biết có chơi chất kích thích gì khác không, rồi uống rượu xỉn vô nữa thì mình làm những chuyện dại dột mất công lát khỏi uống lộn lạo, nó cũng rất là phiền phức nhạy cảm. Mình làm trong môi trường quán nhậu nên mình hiểu, cho nên thôi mình cũng né mấy chuyện đó, mình cũng quay rồi bây giờ thôi mình về sớm cho nó cho nó ok vậy thôi. Kết thúc ngày hôm nay. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai nha. Tạm biệt. À quên, khoan tạm biệt đó. Một con mồi đã xỉn quắc thằng câu nằm trên giường của tôi. Bây giờ mừng thật hay không là chuyện tôi đang suy nghĩ đây. Ê, mồi kia. Hello các bạn ơi, ngày thứ hai mình ở Sài Gòn. Sáng giờ mình sẽ đi, chắc mình sẽ đi kiếm gì ăn. Thì chắc là bây giờ mình sẽ bắt xe đi ăn phở dậu. Phở dậu từ cái ngày mà hồi tháng 3 mình về, anh Mai Trường Nguyên nó giới thiệu thì mình thấy là cũng ăn cũng tương đối đỏ được. Và nó là lạ với khẩu vị của mình, tại đó giờ mình không ăn phở Bắc chính cống. Thì mình thấy có sự khác biệt tương đối nhiều. Và mình thích cái nước súp của nó là trong. Mặc dù nó không đúng cái hương vị của phở Nam mình nấu, nhưng mà mình thích. Thì bây giờ mình sẽ đi, mời các bạn theo chân mình nha. Phở dậu đây là một cái, các bạn lên bấm phở dậu. Thì đây là một cái nhãn hiệu phở lâu đời rồi, mấy năm rồi, cha gì con nói nghe các anh chị kể lại như thế. Và họ làm ăn rất là thành công, họ mua được nhiều căn nhà trong khu phố hẻm đó luôn để chỉ bán phở thôi. Và đi trên đường đi vô thì các bạn thấy là những cái nguyên cái con hẻm đó họ có cả những bãi đậu xe cho xe hơi đậu. Thì mình nghĩ chắc là gia đình cũng rất là thành công, cũng mướn và mua được nhiều mặt bằng. Rồi, mời các bạn theo chúng mình. Đây là đặc sản hành giấm của phở dậu nè. Cảm ơn. Bỏ chút xíu tương ớt, chút xíu chanh, chút xíu nước mắm, như có đường quá. Đường. Cái đường. Cái bỏ đường vô nó hả? Cảm ơn chứ. Rồi, cũng ngọt.
đó, một chút nữa mình sẽ ăn kèm với phở dậu. Đây đây là cái cơ sở của phở dậu, các bạn thấy rất là đông các cô chú ăn, ngồi trong hẻm, ngồi ra ngoài đường, dài ra ngoài luôn. Chứ mình sẽ quay ra ngoài để các bạn xem sẽ hơi đậu đây. Đây, sự khác nhau giữa phở Bắc và phở Nam rồi các bạn. Phở Bắc người ta ăn rất nhiều hành, không dầu, không rau, không giá nha. Không có rau, không có ăn tương đen. Thường thường là phở Bắc có bột ngọt nữa. Không ăn tương đen luôn hả? Không ăn tương đen. Bây giờ hay quá hả? Làm cái tiêu vậy? Bây giờ em ăn cái này. Em ăn cái này trộn với một bữa phở này. Thấy sao? Cái nước phở nó trong hơn đúng không? Nó đậm đà rồi. Đây là hai cái gì à? Chén. Đây hai chén tiêu gà. Chén tiêu gà này. Nó thích cái ván này nè. Đó, cái ván này. Cái ván này nè. Bây giờ giờ húp cái ván này thử coi giờ húp được không? Gì hả? Cái gì? Này giống như là cái máu á. Không, mình ăn cái đậu đỏ không? Đậu ăn kia phải không? Đậu ăn đó luôn á, cái đó ngon lắm, nó bổ quá. Ăn thử đi. Lấy húp miếng ra. Ủa ăn đó. Sao? Thôi giờ bước. Ok. Mình vừa mới ăn phở dậu xong các bạn, khá là ngon. Cái phở dậu này theo hương vị miền Bắc chắc có lẽ mình rất ít ăn những cái phở nào mà từ ở trong Việt Nam hay là ra nước ngoài mà có cái khẩu vị miền Bắc giống như vậy. Không có ăn giá, không có ăn rau, không có ăn tương đen, trên bàn có đường nữa, thì nó rất là thú vị. Và mình nghĩ là nó đã chinh phục được rất là nhiều thực khách rồi, rất là đông. Và mình đã có nhiều miền khác nhau nữa, ngoài chỉ miền Bắc không. Các bạn thấy nguyên cái hẻm sau lưng rồi, xe đậu đồng ngạt tới anh đó, taxi nãy anh hỏi, ủa này quán phở hay gì mà sao đông dữ vậy em, ngon không? Thì nói là em thật sự không biết, tại em có dắt người vô, có người rất thích, có người lại không hợp lắm. Thì nhưng mà mình đánh giá là rất ngon. Ok, bây giờ mình về khách sạn rồi mình đi uống cà phê nha các bạn. Rồi, Mina cho cảm nghĩ gì với tô phở dầu hồi nãy? Hành giấm ngon, phở thì thấy cũng ok à. Tại sao? Thấy cũng được thôi. Súp thì sao? Nước súp thì sao? Nước súp thì cũng tạm tạm được. Mina khó gì vậy? Yes, còn nói mà thấy mà thiệt ngon thì hình như chưa thấy ngon. Không, cái này đúng là cái này theo như mình thấy các bạn, nhiều bạn muốn nói là các bạn thấy là nếu mà nói phở dậu không ngon thì không chính xác. Các bạn thấy người ta ăn mà ăn từ trong ra ngoài, ăn mấy ăn nhà xe đậu sơi đậu lum thì chắc chắn mới ngon, nhưng mà nó theo cái khẩu vị, tức là tại Việt Nam mình dân số có 100 triệu người mà, cho nên Sài Gòn thì như 40 triệu thôi ta, Sài Gòn như ta, thì ví dụ như 10 người cũng 5 người thích cái khẩu vị đó, thì người hơn 5 người không thích. Nhưng mà cái tiết hột gà ngon cái đó là giấm, cái đó là như đặc sản luôn á nha, không biết cái quán khác có hay không. Hành giấm lạ ngon, nó không có quá chua, các bạn tự pha. Còn một số tiệm phở khác thì cứ thích pha sẵn nên nó rất là chua, pha sẵn cái giấm á, vậy cái tên nó gọi là hành giấm mà. Cái đó nghĩ người ta cũng nhâm giấm rồi chứ. Nhưng mà giấm ngọt phải không? Nãy mình có phải mình bỏ đường thôi nó bớt. Anh bỏ không? Không, anh còn nặng chanh nữa mà, nặng hai cho em luôn á. Vậy chắc họ giấm ít chua. Có phải ngâm? Nhưng mà nếu các bạn để ý là cái phô phở này á, là cái nước phở rất là trong, tức là cái nước nó cực kỳ trong luôn, không có một cái ván hay là một cái mỡ trôi lên bền như so với những tô phở khác. Vậy đấy, muốn nấu được tô phở vậy phải là kỳ công á, không giỡn đâu. Thì đó họ không có nước béo. Phở Bắc không có ăn nước béo. Dạ, nếu mình mình thích như bữa anh Nguyên dắt đi, anh nói ồ cái này phải ăn tới lần thứ 5 mới ghiền như nắng. Thì anh em ăn lần đầu là điều ghiền hết rồi. Nhưng mà nếu mà nhiều anh chị mà ăn phở Nam riết quen á, nó đậm đà hơn, nghĩ vậy thì sẽ khó chấp nhận được cái khẩu vị ngay lần đầu tiên. Nhưng mà ăn nhiều rồi, tại vì cái này nó sẽ lợt lạc. Ví dụ như nãy như phở Bắc mình thấy người ta đâu có để mấy cái chén nhỏ nhỏ trên bàn đâu, người ta đâu có để cái chén nhỏ để bàn để tương chấm đâu. Nhưng mà cũng đúng, tại người ta đâu ăn tương đen đâu, để chén là gì, tức là bạn ăn thịt không biết chấm gì luôn, ăn không thôi.
Còn phở Nam mình thì có nó chấm vô, nó mặn mà nó ngọt ngọt chua chua của tương ớt. Rồi thậm chí bỏ cái nước, bỏ tương ớt vô tô phở nữa. Còn phở hồi nãy nó quá trong mà nước nó quá ngọt đi, mình cũng không nỡ bỏ vô nó phá mùi phở. Nhưng mà nói chung là bánh phở rất là thơm, dai, mềm. Thịt tái cũng ngon nữa, nó sực 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 săn. À, mấy cái thịt nạm rồi này sao? Ok, yeah, tuyệt vời. Mà cái bánh phở nó mềm hay là cái đó là bánh tươi không? Bánh đậu mềm, yeah. Tính tiền là 304 ngàn. Một hai tô lớn, một tô đồ đầy đủ, một tô tái không, hai chén tiêu gà. Thì không có hỏi giá kỹ, nó kỳ quá. Thì mình nghĩ chắc cỡ 120 tô, 3 tô gì đó thì cũng thấy hợp lý. Đúng không? Ở ngoài đây mà nhiều tô phở bán, thấy quán bình thường đó 80 ngàn. Quán bánh cua 75 ngàn. Yeah, sợ sure. Này tại cái này quá. Ủa hồi nãy là quận 3 đúng không anh? Hay quận nhất rồi. Chỗ nãy là quận Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhưng quận 3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khúc đó là Phú Nhuận. À, qua cầu vậy ta. Chưa qua cầu, dưới đây chưa qua cầu quận 3. Ba. Dạ, thì nói chung. Tức là bên nếu như qua cầu Công Lý á, thì nó là quận 3, còn cầu bên kia là Phú Nhuận. À. Ê, thì khu trung tâm mà bán tô phở 100 mấy thì mình lấy rồi đúng rồi. Đó là đấy. Nó bán với một phần nữa là cái thương hiệu. Anh thấy cũng ăn nhiều rồi nè. Sao anh thấy? Nhiều rồi. Dạ. Thương hiệu nó đúng không? Thương hiệu cái giá đó là cái giá thương hiệu. À. 2 tô. Dạ. 2 tô. Ok. Rồi. Đi. Mình đang ở quán cà phê này gọi là quán Cộng cà phê các bạn, Cộng là dấu cộng á. Ok. Nghe các bạn hấp dẫn anh đang rủ ở đây coi football, coi trận quay rồi game đánh. Sợ bị dính bản quyền các bạn ơi, tự nhiên nó hát bài My Love ở đây à. Nói lớn lên hát tiếng nhạc đó. Đây là góc đường Lý Tự Trọng và Đồng Khởi. Đó. Hãy mình ngồi cạnh vợ này đó các bạn, sau lưng mình. Đó. Nên mình ở trong cái quán mà mình ngồi ngoài cho nó tiện. Đó. Mát mẻ ngắm trời ngắm đất, chỗ cà phê. Nói chuyện với anh Dan với Red chút xíu công việc. Rồi nghe nói là mấy ảnh hôm nay lên đây bàn chuyện đánh game Warrior nữa. Ok, rồi để coi ly cà phê nó như thế nào. Mà mình thấy ồ, mát mẻ quá. Bây giờ cái văn hóa cà phê ở bên Việt Nam mạnh thiệt cái trời. Mà phải bây giờ mình nghĩ chắc khoảng chừng 5 đến 7 năm nữa ở đây rồi. Rất là mạnh, cà phê gọi là trùng đẹp đẹp luôn. Một góc đường 5, 7 quán cà phê. Uống mà nếu mà mình đặt ra vấn đề các bạn về Việt Nam mà các bạn nó quán ăn mỗi cà phê nha, các bạn đi về Việt Nam á, mà các bạn ở một tháng mà một ngày có 3 bữa ăn, cho bạn ăn 4 bữa luôn, ăn khuya luôn á, mà các bạn để lên checklist của mình là một bữa là các bạn đi một quán, các bạn không thể nào đi hết nổi cái quận 3 thôi á, đừng có nói Sài Gòn, khủng khiếp tới như vậy. Buổi sáng thì mình thấy là không khí rất là trong lành, tinh mơ, nó không có nhiều khói bụi như hồi xưa thời mình ở không ha, hay là tại mình ở trong cái quận kia, ở đây quận trung tâm nên còn khỏe hơn. Chứ hồi xưa mình nhớ mình đi xe Honda là ra đường á là đi xong cái các bạn lấy một cái khăn lạnh mà vô quán một nhà trộn cái khăn màu đen lắm như bạn lấy mà chùi gót dài á, bây giờ thấy không có giống vậy nữa. Hay tại toàn đi đâu toàn bước rồi bước xe hơi rồi vô xe không à, chứ lái xe ngoài đường chắc nó cũng bụi, nhưng mà nhìn thấy có vẻ nó không có mù mịt như hồi xưa cái thời mình ở Việt Nam là cái thời mà những cái năm mà 2006 hay 2007 là những cái thời cái lô cốt á man bụi khủng khiếp. Lúc đó là kẹt xe với bụi là khủng khiếp luôn á. Lô cốt đẩy xanh đó các bạn. Lúc đó mấy bạn 9X đi Gen Z còn quá nhỏ không biết đâu. Rồi. Trời ơi, để mình nói cho các bạn nghe. Mình đi lộn đường, cái quán Cộng cà phê là cái quán trên lầu 2, đây giống như cái chung cư vậy các bạn. Cái bên cái quán hồi nãy là có cái cầu thang rồi đi lên. Làm nãy giờ ngồi uống cà phê ở đó. Nè, giờ đi lên. Nhưng mà ở dưới ngay góc có cái anh bán chanh, anh vẽ chanh thì có bản quyền anh để chữ no camera nha. Quay mà nãy mình đưa máy là ông chửi quá trời, nó trời ơi để quán để bản không có camera nó cũng quay nữa, mình chửi mình hết thồn, mình bể phê cái anh tắt lên đây mấy bé này ơi cho quay. Thì nó là nó đây là mình đi lên cầu thang là đó. Thì nó có cái cổng vô nhỏ lắm bạn, khó thấy. Nhưng mà nếu các bạn nào thích một cái team riêng, một cái gì riêng á thì quán cộng cà phê là hợp lý rồi. Này. Đó. Đây, đó. Yeah, này giống như là Sài Gòn xưa vậy. Đây, đó. Oh, man. Hôm nay vô tình gặp được anh Dan admin nhà cơm Ý ở đây. Nên cho hỏi anh đang làm gì đây vậy? Cái cà phê Cộng là gì không? Là gì? Lấy cái team design của cà phê Việt Cộng. Dạ ông. Để nó thật.
mà không muốn nói chính trị, nhưng mà đã là cái team thì nhìn đi, quán cà phê biết lịch sử chứ. Ồ, nói cái này không biết dám đưa lên đà kênh không? Vậy biết tới chính trị không nội? Chính trị cái là cà phê mà, quán cà phê mà chị gì vậy? Chồng cãi vợ à? Chồng cãi ăn muối cái gì? Chồng cãi vợ cá ương cái gì? Cá không ăn muối cá ương, chồng cãi lại vợ ra đường bơm xe. Công rồi. Dễ thương ha. Đoạn 2, đoạn 2. Nè, vậy có thể nói sơ về cái team của cái quán cà phê này, tại sao tên Cộng? Cộng là team design theo Việt Cộng à. Thì tất cả trong mình đây là cái gì đó, cái súng rồi thầm rồi, nhớ thời chiến tranh hồi xưa thời. À, tức là xây cái trần thấp thấp này giống như là thầm đó, thầm xưa rồi. Thì đã có chứ, à cái những cái thấy không, tình nhân viên mặc áo cũng là du kích hồi xưa. À, vừa mấy chị du kích rồi à, này xuống hả? Đây là cái team của cái nhà hàng này. À, hình như ở Cộng là hình như đến không biết rành, nếu bạn biết thì nói, nhưng mà ra xuất xứ từ cà phê, xuất xứ từ Hà Nội xong rồi nó vô Nam, nhưng mà có đúng không nha, mình không biết có đúng không nha, nhưng mà mình nhưng mà em nghe nói là có nhiều chi nhánh lắm á, cái văn hóa Hà Nội đâu phải quan có cà phê đâu, uống trà mà đâu, cà phê cũng nhiều mà, trong cái chuyện Nam mình là cà phê. Ồ, em tưởng cà phê mình trong miền Nam mới ngồi cà phê thôi chứ ta. Đây nóng tiếng chuyện vậy á. Thì đây là cái team nó như vậy. Thì ở cái Sài Gòn này các bạn có rất nhiều quán cà phê. Không, bạn nếu mà về Sài Gòn á, bạn đi tìm những quán cà phê mà nó có đặc biệt giống vậy nè, bỏ đi những cái quán giống như là đồng giáp như Highland hay là Delhi hay là Phúc Long vậy ha, đó là nó lớn để cho người cùng mình đi tìm ở trong hẻm rồi đó. Có những quán như Sài Gòn xưa, những quán như Đồng Sách, những quán đó nó rất là dễ thương, nhưng mà nó hơi khi nó hơi xa trong hẻm khó tìm chút xíu, nhưng mà cái đó là đặc biệt của Sài Gòn, và đó là lý do mình rất thích Sài Gòn luôn, là những quán cà phê có cái team riêng mà cà phê ngon mà đúng không? Cà phê ok, cà phê thật ra ở đây nó cũng không phải là chuyên về cà phê, mà nó chuyên về những cái đồ kêu là blender. Cà phê mà xay á. Xay á. Tức là cacao, cốc dừa, đậu xanh này nọ đó bạn, chứ không phải là cà phê mình uống nha. Nói gì á. Đây là hồi nãy có bạn nào bạn đồng phục không? Nói chung cái team này là team màu xanh lá cây. Mấy bạn có bạn đồng phục màu xanh lá cây luôn. À ok thôi, thế mình chụp anh em mình chụp cái hình kỷ niệm à. Okay. Ok các bạn, mình đang ngồi uống cái cộng cà phê, thì có anh này cũng tên Thắng luôn, ở tuốt trên Nhà Bè. Thắng cung hả? Đó là cũng coi trên Thắng Cung nhiều rồi, đổi qua kênh Nhà Cá Mỹ nữa, nên thêm hôm nay anh em uống cà phê thì chạy lên rồi. Cảm ơn Thắng rất là nhiều nha, tình cảm nồng nàn quá. Thắng cũng có giấy tờ chuẩn bị đi Mỹ rồi. À, sao đi rồi? Năm sáu năm nữa rồi. Alameda hoặc San Francisco. Tại anh đi cái diện bọn anh chị em tới mười mấy năm rồi. Lâu lắm. Năm sáu năm là đợi cũng lâu lắm rồi. Và bên đó chắc tính ở San Francisco quá, ở gần nhà bà chị. Rồi, năm năm rồi. Nhưng mà anh Thắng là chắc mở hồ sơ trước khi ông Trùm lên, chứ lúc ông Trùm lên rồi cắt cái diện anh chị em đó. Không, giờ diện anh chị em vẫn mở bình thường à. Ở giờ cũng chạy bình thường. Hù lắm. Lúc đó lo sốt gió. Hù nhưng mà không sốt rồi. Alo Dan. Anh đang nghĩ sao về cái nét đẹp truyền thống của cái building này nè. Oh man, nó là Sài Gòn nên giữ lại những cái đặc trưng như vậy. Sài Gòn nên giữ là chỉ có Sài Gòn mới dây điện đi giống vậy. Ông actually anh thấy đây là cái văn hóa nên giữ lại chứ. Tại vì những cái này là cái apartment, mà apartment commercial chứ không phải là apartment nhà dân cư nữa. Pháp hồi xưa. Hay thiệt chứ, bây giờ nó giữ được cái nét đẹp này. Những cái kiến trúc này á. Cái kiến trúc này rất là hay luôn á. Như thời còn chiến tranh nữa, phải không? Nè, rồi với các bạn sửa lại modern chút xíu, dùng cái team cũ. Đây bên đây là cái tiệm bán đồ quần áo, hay quá. Chỉ có cái là bãi đậu xe hơi phê. Nếu mà đi xe máy ok, đi xong nhất quận ba là khỏi cần đậu xe đi. Hãy đi xong mà xuất cô. Bên kia đối diện Vinhome. Đậu xe mà vô cà phê được anh nữa. Đây giờ cao giờ tan tầm 12 giờ các bạn ơi. Bạn ngồi nó đông nó kẹt, bóp kẹt cái nổi. Chỉ bây giờ Việt Nam là mình thấy được cái đặc sản văn hóa là bóp kèn lên nổi, tức là xin đường. Còn bên Mỹ là dị ứng đó các bạn, đi xe mà nào bóp kèn là nó chửi mình á.
Dữ. Hả anh Đen? Ừ. Anh Đen bây giờ mình đi đâu anh Đen? Đi ăn bún đậu mắm tôm. Mắm tôm. Quán ở đâu? Không biết. Ủa giờ kìa vậy, chưa địa chỉ hả? Không biết. Chờ tao nhắn tin coi địa chỉ nè. Á đó. Kiểu như không. Giờ lên mạng hỏi. Ừ lên mạng hỏi đi. Nó cho mấy cái địa chỉ tà la nó lẻ hết rồi. Nóng quá các bạn ơi, nóng quá. Ê, mình chia sẻ với các bạn nha. Bữa mình xuống, mình đáp xuống bay Tân Sơn Nhất á, thì có mấy anh lại đi taxi không anh, đi taxi không anh, bận áo sơ mi trắng. Thì như là mấy anh này làm việc trong cảng Tân Sơn Nhất, thì mấy anh nói là đi taxi. Thì taxi này, tại vì mình thì mình cũng không nghĩ không có bao nhiêu tiền, cho nên là, nhưng mà thật sự nghĩ lại thì cũng hơi bực. Tại mình bị, tại mấy lần trước mình đi từ Tân Sơn Nhất về khách sạn em ơi khoảng chừng 130 ngàn, 150 ngàn thôi. Nhưng mình không nhớ, sau này về mới suy nghĩ là mới nhớ. Thì có một dạng taxi, họ nói là taxi trong cảng gì đó, thì họ chạy và đưa ra một cái giá luôn. Thì lúc đó họ nói nhanh quá, mình cũng gấp, mình không có nghĩ gì cái giá. Thì từ Tân Sơn Nhất về tới MGR họ chạy mình 420 ngàn các bạn. Và mình đưa từ 500 ngàn, anh lẹ anh leo xe anh chạy luôn. Anh không có thối tiền. Thay vì thí dụ anh thối cho mình xong mình tiếp cảnh thì ok, chỗ này anh như chạy trốn vậy là mất 500 ngàn. Thì taxi nó có nhiều lắm, Vinasin, Mylin gì đó, các bạn cứ ra bạn từ từ các bạn bắt taxi cho đúng, chứ đừng có để ai dắt các bạn đi bắt taxi hết trơn á. Thì họ móc nối với nhau sẽ đẩy lên khoảng 2 năm thêm 50% nữa. Đó là cái kinh nghiệm của mình nha. Chia sẻ với các bạn.